Lạc rang tỏi ớt, một món ăn bình dị, cách làm đơn giản nhưng mùi vị lại cực kỳ thơm ngon với hương vị mặn ngọt có xen lẫn chút cay nhẹ của ớt. Đặc biệt nhất là lớp tỏi phi bao bọc bên ngoài, ăn hoài vẫn không thấy ngán. Vừa phù hợp làm món ăn phụ, vừa phù hợp làm món ăn mặn trong bữa cơm gia đình. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện cùng với mâm nhà Food Club nhé! Những nguyên liệu bạn cần chuẩn bị bao gồm muối, lạc, tỏi, ớt. Đầu tiên bạn cần phải bóc 6 nhánh tỏi và cắt bỏ phần đầu, phần đuôi của củ tỏi nha. Tỏi giúp cho món ăn của bạn thêm quyến rũ và giúp cho hương vị được đậm đà hơn. Đặc biệt, tỏi cũng phòng ngừa và chữa trị cảm cúm, giúp cơ thể phòng bệnh tim mạch và giảm nguy cơ hoặc hỗ trợ điều trị ung thư. Bạn hãy tiếp tục dùng con dao để đập dập miếng tỏi xuống, làm phẳng bề mặt tỏi để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sau đó băm thật nhỏ. Các bạn cố gắng băm đều tay để tránh có những miếng to hoặc miếng nhỏ hơn. Vì khi rang lên, những miếng to sẽ xưa ra hết được hương vị và những miếng nhỏ sẽ bị xám cháy. Băm nhỏ xong, bạn hãy cho vào một chiếc đĩa hoặc một chiếc bát nhỏ rồi để gọn vào một góc nhé. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị một quả ớt sừng. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình, thích cay hoặc không cay, hoặc ít cay thì mình có thể chọn một hoặc hai quả ớt chỉ thiên. Bạn bỏ đầu ớt và cắt thành đôi, sau đó khía theo chiều dài quả ớt để dốc hạt và cắt bỏ phần thân ớt bên trong để chỉ lấy phần thịt bên ngoài nhé. Để hạt ớt rơi ra hết thì chỉ cần đập nhẹ là được. Rồi thái lát mỏng và băm miếng nhỏ như miếng tỏi nha các bạn. Giờ thì bắc chảo lên bếp và cho 50g muối hạt vào chảo rồi đảo qua một lúc. Các bạn lưu ý để lửa nhỏ, phòng trừ muối sẽ bị cháy đen. Rồi đổ lạc vào chảo, tiếp tục rang 15 phút. Các bạn lưu ý để lửa nhỏ và đảo đều tay liên tục nhé. Lạc được mệnh danh là quả trường sinh, không chỉ được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn mà còn có thể ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm. Lạc là một thực phẩm phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, món ăn này có những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Ví dụ như tốt cho tim mạch, giảm cholesterol, ngăn ngừa lão hóa và ngăn ngừa ung thư. Đến khi thấy lạc chín hơi ngả vàng một chút rồi thì bạn hãy nếm thử xem độ chín của lạc. Không chỉ lạc vẫn chưa chín thì đảo qua lạc thêm một chút nha. Rang xong thì chúng ta có thể ủ lạc trong một tấm khăn để giữ độ ấm và giòn của lạc lâu hơn. Giờ thì các bạn hãy cho một chút dầu ăn vào chảo. Rồi cho tỏi và ớt chúng ta đã băm sẵn lúc trước. Đảo qua khoảng 2-3 phút để tỏi và ớt ra hương vị.
rồi cho 2 hoặc 3 thìa nước vào để chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Các bạn chú ý là để lửa nhỏ, rim nguyên liệu trong chảo khoảng 1 đến 2 phút. Rồi cho 3 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước mắm và 1 thìa cà phê bột canh. Đảo qua liên tục để hương vị được quyện vào với nhau. Với món này các bạn có thể thay nước mắm thành bột canh hoặc bột canh thành nước mắm nha. Hai gia vị này là để lạc rang được đậm đà hơn. Nước mắm thì giúp cho món ăn được thơm hơn ngoài vị bùi bùi của lạc và mùi thơm của tỏi. Còn dùng muối sẽ phù hợp cho gia đình nào không thích mùi nồng của nước mắm. Khi nước sốt đã được sệt lại thì cho lạc vào và rang tầm 3 đến 5 phút. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món lạc rang tỏi ớt rồi. Mình múc ra một chiếc đĩa xinh xắn để mâm cơm của bạn đẹp mắt hơn nhé. Nếu bạn làm nhiều hơn cho một bữa ăn gia đình thì cũng có thể để nguội rồi đổ vào lọ thủy tinh sạch, đậy chặt nắp, cất vào tủ lạnh để ăn dần cho bữa sau. Vẫn ngon mà không sợ hỏng. Một món ăn bình dị vừa đơn giản vừa ngon bởi hương vị bùi bùi của lạc, thơm thơm của tỏi. Đĩa lạc rang tỏi ớt là một món ăn rất phù hợp cho mọi gia đình và có thể là món ăn vặt cho chị em nữa. Còn chờ gì mà không lưu lại công thức và thử làm nhỉ? Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng nhé! Đừng quên ấn subscribe, like, share cho Mâm Nhà Phước Club nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!